Một ngày mới lại bắt đầu và chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê sáng nay của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, hiện nay các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải nỗ lực để chống lại đại dịch COVID-19. Ngành y tế các nước đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh cũng như đẩy mạnh nghiên cứu để tìm ra các phương pháp điều trị COVID-19. Vâng, và trong số đó thì việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền cũng chính là một trong những phương pháp điều trị mà nhiều nước đang nghiên cứu áp dụng. Mô hình Đông Tây Y kết hợp đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận trong phòng và hỗ trợ điều trị, cũng như thúc đẩy quá trình hồi phục sức khỏe của bệnh nhân mắc COVID-19. Câu chuyện sẽ được chúng tôi đề cập trong phần Thế giới hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với các tin tức của Cà phê sáng. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11 đến hết năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung nhằm thúc đẩy tiêu dùng mua sắm cuối năm. Chương trình khuyến mãi tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các cá nhân tổ chức mới tham gia hoạt động kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối sẵn có sau dịch và tiếp tục tạo nền tảng nâng cao hiệu quả thương mại. Đây còn là dịp thúc đẩy tiêu dùng mua sắm cũng như giới thiệu chương trình kích cầu cùng người dân tiết kiệm chi tiêu qua những hoạt động khuyến mãi với hạn mức khuyến mãi tối đa. Thành phố cũng sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID-19 đối với doanh nghiệp tham gia hội chợ khuyến mãi tổ chức trên địa bàn. Với việc nới lỏng giãn cách và mở cửa trở lại tại các địa phương để phục hồi sản xuất, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 10 đã có những tín hiệu tích cực, đạt gần tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản tháng 10 vừa qua đạt 918 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với tháng 9 và đạt gần tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng 10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong các thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, thị trường Mỹ chiếm 24% kim ngạch, Nhật Bản chiếm 15%, tiếp theo là Trung Quốc và EU cùng chiếm 12% kim ngạch. Thưa quý vị, luôn tiên phong trong thực hiện các thủ tục, Quảng Ninh đã triển khai thí điểm chương trình hành trình không chạm vào các khung giờ khác nhau tại trạm kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên. Người dân đi vào địa bàn Quảng Ninh sẽ không phải xuống xe ô tô làm thủ tục khai báo y tế nhờ thiết bị máy quét QR tự động được lắp đặt trên các làn di chuyển của xe ô tô tại trạm kiểm soát ở cửa ngõ của tỉnh. 4 máy quét QR tự động được lắp đặt trên 2 làn xe ô tô tại trạm kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng, trong đó 2 máy đặt ở làn xe ô tô gầm thấp và 2 máy dành cho xe ô tô gầm cao. Người điều khiển phương tiện ngồi trên ô tô đi vào làn quét QR tự động. Khi đến gần máy quét, dừng xe, mở cửa kính bên lái, đưa điện thoại, đã khai báo y tế trước đó có mã QR cá nhân. Trước máy quét khoảng 30cm, máy quét sẽ tự động đọc mã QR cá nhân. Điểm thuận lợi lớn của hệ thống này là chỉ cần lái xe quét một lần, máy sẽ đọc đủ danh sách những người trên xe. Tuy nhiên, để thực hiện được như vậy, với xe ô tô từ 2 người trở lên, bắt buộc mọi người trên xe cùng khai báo trong hệ thống khai báo y tế Quảng Ninh theo địa chỉ qr.quangninh.gov.vn và lưu ý phải khai đúng, khai trùng biển kiểm soát xe. Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là vấn đề cấp bách khi mà sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã kéo theo khủng hoảng thông tin, đe dọa niềm tin của người dân vào các thiết chế xã hội. Tại hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức, các nhà khoa học Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi kinh nghiệm, phương thức, giải pháp quản trị khủng hoảng thông tin. Sự lan tràn của tin giả, thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, đồng thời ảnh hưởng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Do đó, các chuyên gia cho rằng các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí cần phát huy vai trò trong việc định hướng thông tin, phản bác các thông tin sai lệch, cần phải coi kiểm chứng thông tin là trách nhiệm xã hội và nghiệp vụ của cơ quan báo chí. Nhà báo cần có phương pháp, kỹ năng và công cụ để kiểm tra, xác minh thông tin trước khi cung cấp cho công chúng. Các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường đầu tư cho công nghệ hỗ trợ hoạt động kiểm chứng thông tin. Đây là những nỗ lực cần thiết để xây dựng môi trường truyền thông tích cực và lành mạnh hơn. Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 tới, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam. Tuần lễ góp phần tuyên truyền giới thiệu về Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
đồng thời phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị, nhờ chịu khó sưu tầm, tìm tòi các giống hoa mới mà anh Lý Lợi, 36 tuổi, ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã sở hữu nhiều giống hoa mới lạ, giá bán cao gấp hàng chục lần so với những giống thông thường mà vẫn được nhiều người tìm mua. Giống hoa mới nhất mà anh Lợi đang sở hữu chính là hoa trang Phụng Hoàng Lửa. Điểm đặc biệt của giống hoa trang này là cây ra hoa quanh năm. Các cánh hoa không lên thẳng mà uốn cong lại, hoa có màu đỏ như lửa nên được gọi là Phụng Hoàng Lửa. Hiện tại, các cây con chỉ bằng một gang tay, giá bán 250.000 đồng, riêng những cây có chiều cao gần 1 mét, giá bán lên đến vài triệu đồng. Ngoài giống hoa mới này, trước đó anh Lợi cũng sưu tầm và nhân giống thành công hai loại trang lạ là Phụng Hoàng Kim và Phụng Hoàng Cam. Hoa có màu sắc khác lạ, xen cả đỏ lẫn vàng, giá bán cũng cao ngất ngưỡng. Một cây con cao một thất có giá 150.000 đồng, riêng các cây có chiều cao hơn 1 mét lên đến 10 triệu đồng. Mặc dù giá cao ngất ngưỡng, nhưng hiện nay hơn 1.000 cây con trong vườn nhà anh đã được khách hàng đặt mua hết. Trước đó, anh Lợi cũng là người tìm tòi ra nhiều giống hoa độc lạ khác như cúc hỏa châu, trang cẩm thạch, sâu mèo cẩm thạch, lại thái. Các giống hoa này đều tạo cơn sốt trên thị trường. Ngoài giúp tăng thu nhập cho gia đình, thì việc không ngừng tìm tòi các giống hoa mới của anh Lợi còn làm tăng thêm sức hút cho làng hoa Sa Đéc. Thưa quý vị, đã từ rất lâu đời, rau nhiếp rừng đã gắn bó với đời sống đồng bào Siêng Bình Phước từ rất lâu, là đặc sản không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày cũng như dịp lễ Tết của đồng bào. Trước kia, người dân phải vào rừng sâu hái đọt lá rau nhiếp để nấu các bữa ăn hàng ngày. Nhưng vài năm trở lại đây, đồng bào Stiêng đã biết cách trồng loại rau rừng này dưới tán cây điều và một số cây trồng khác, không chỉ để phục vụ bữa ăn hàng ngày mà còn là mặt hàng đem bán rất hút người mua. Điểu Nòi đã không còn lo thiếu rau sạch đặc sản của đồng bào mình bởi vườn rau hơn 10 năm có diện tích gần 2 sào của gia đình được trồng dưới tán cây điều xanh tốt quanh năm. Anh Điểu Nòi cho biết, lúc còn nhỏ anh hay theo ba vào rừng hái rau nhiếp, nhưng dần dần rau nhiếp đã ít đi nên anh tìm nguồn giống về trồng dưới tán cây điều. Là loại rau rừng nên khi được trồng, cây phát triển nhanh, chỉ cần tưới đủ nước vào mùa khô là đã có vườn rau mương mướt. Tôi trồng cây rau nhiếp rừng này cách đây cũng lâu rồi. Đến nay, vườn tôi khoảng 2 sào. Đây là cây rau đặc sản từ lâu đời của đồng bào chúng tôi. Rau này chế biến đơn giản như luộc, xào, hoặc xào với thịt bò và các thực phẩm khác. Chị Thị Ha là một trong những người đầu tiên đưa cây lá nhiếp từ rừng về trồng xen trong vườn điều với gần 4 sào đất. Bây giờ gia đình không phải vào rừng đi hái nữa như trước kia. Diện tích này đủ cung cấp rau sạch cho gia đình hàng ngày và đem bán để có thêm thu nhập. Sau này dùng để nấu canh rất ngon, nhất là nấu canh thục truyền thống. Nhiều người cũng đã đến mua để mang về nhà nấu lẩu hoặc sử dụng trong các quán ăn, nhà hàng cho khách. Khuyến khích cho hội viên nông dân, đặc biệt là hội viên nông dân đồng bào dân tộc thiểu số. Vì loại cây nhiếp là cây rừng nên là khả năng sinh tồn rất cao. Và con sẽ có thể tận dụng được những nơi đất trống hoặc là những nơi mà đất có độ dốc cao không trồng được các cây khác. Thì bà con có thể trồng để thứ nhất là phục vụ cho bữa ăn hàng ngày cho bà con đồng bào dân tộc. Nếu mà mô hình này mà được nhân rộng và phát triển thì có rất tiềm năng lớn để cung cấp cho một số dịch vụ nhà hàng ăn uống có nhu cầu về sử dụng cây này. Trong vài năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình dân tộc Stiêng đã chủ động trồng rau nhiếp xen dưới tán cây điều cà phê. Trong các mô hình xen canh, rau nhiếp trồng dưới tán vườn điều là một trong những mô hình đặc trưng của người Stiêng ở Bình Phước.
Việc người dân quyết tâm mang rau nhíp về vườn nhà trồng có ý nghĩa nhằm lưu giữ nét văn hóa ẩm thực của riêng đồng bào Stiêng và để món ăn truyền thống của dân tộc mình còn mãi với thời gian. Hiện rau nhíp cùng đọt mây, cơm lam, canh thục đã trở thành món ăn đặc sản nổi tiếng tạo nên thương hiệu về ẩm thực ở vùng đất đỏ miền Đông Bình Phước. Sự kết hợp hoàn hảo giữa lá nhíp và các thực phẩm khác đã tạo nên sự hấp dẫn của món ăn dân dã này. Nếu người dân đầu tư phát triển diện tích, nâng cao sản lượng thì không chỉ dừng lại là phục vụ bữa ăn trong gia đình mà còn cung cấp cho thị trường thực phẩm một loại rau sạch có giá trị tương đối cao, mang lại nguồn thu không hề nhỏ. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của chương trình, cho đến nay đã có hàng trăm nghiên cứu lâm sàng về các phương pháp y học cổ truyền trong điều trị COVID-19. Các kết quả cho thấy y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại có thể giảm tỷ lệ các biến chứng nghiêm trọng hoặc nguy kịch, cải thiện khả năng phục hồi lâm sàng và giúp giảm bớt các triệu chứng như là ho, sốt, khó thở. Vâng, y học phương Tây vẫn còn những hoài nghi nhất định về tác dụng chống COVID-19 của y học cổ truyền phương Đông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được vai trò của yếu tố này trong hỗ trợ điều trị ở từng giai đoạn, tùy vào từng trường hợp bệnh nhân cụ thể. Trung Quốc và Thái Lan là hai trong số nhiều nước ở châu Á đi đầu trong nghiên cứu và phát triển thế mạnh của y học cổ truyền. Câu chuyện của họ mang đến một góc nhìn tích cực về những nỗ lực của y tế Đông và Tây nhằm đẩy lùi bóng đen của đại dịch. Tôi đã đi chợ dân sinh và chợ hoa Park Kelong. Tôi chỉ đến hai địa điểm đó thôi. Bà Baka Krong, 54 tuổi, đã mắc COVID-19 hồi giữa tháng 6 vừa qua. Bà là một trong những bệnh nhân được điều trị với thuốc Fatalazone. Sau khi dùng thuốc trong 5 ngày liên tục, như chỉ định của bác sĩ, phổi của bà đã không bị virus xâm nhập. Chính phủ Thái Lan đang sử dụng Fatalazone như là một trong những lựa chọn để điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng. Điều quan trọng là bệnh nhân biết cách sử dụng thuốc đúng. Chúng tôi phải đảm bảo giúp họ biết rõ thông tin này, bởi vì không phải ai cũng uống được và uống đúng liều thì kết quả mới cải thiện được. Nói tới Đông Y thì không thể không nhắc tới Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu của đại dịch, nước này đã lập tức nghiên cứu các loại thuốc y học cổ truyền để điều trị bệnh. Hồi tháng 3 năm 2021, Trung Quốc đã phê duyệt 3 sản phẩm y học cổ truyền được phép bán để điều trị COVID-19, gồm hạt làm sạch và giải độc phổi, hạt giải độc và khử khuẩn, và hạt khuếch tán và giải độc phổi. Bằng cách điều chỉnh sức khỏe toàn bộ cơ thể và cải thiện khả năng miễn dịch, các sản phẩm y học cổ truyền có thể giúp kích thích khả năng đề kháng và phục hồi của bệnh nhân. Đây là một cách trị liệu hiệu quả. Trung Quốc đã điều trị bằng thảo dược cho 92% bệnh nhân COVID-19. Tại tỉnh Hồ Bắc, hơn 90% ca nhiễm được uống thuốc trung y. Biện pháp chứng tỏ hiệu quả rõ rệt. Các bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng được uống kết hợp với thuốc Tây y. Ở những ca nhẹ, thuốc Trung y giúp cải thiện khả năng miễn dịch tổng thể. Việc xây dựng các bệnh viện dã chiến và áp dụng các phương pháp điều trị kết hợp đã giảm đáng kể số ca mắc bệnh và ngăn những ca bệnh nhẹ trở nên trầm trọng. Đó là chìa khóa để chiến thắng đại dịch. Trong tương lai, tôi cho rằng nếu càng có nhiều dữ liệu về mô hình kết hợp Đông Tây Y như thế này, thì y học cổ truyền Trung Quốc và sự kết hợp với y học hiện đại sẽ sớm được chấp nhận hơn. Thời gian tới, rất có thể mô hình điều trị Đông Tây Y kết hợp sẽ tiếp tục được mở rộng tại các nước châu Á nói chung, và Đông Y sẽ tiến sâu vào toàn bộ quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống và kiểm soát làn sóng lây lan biến chủng Delta gây dịch COVID-19. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore cho biết bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 tới, tất cả những người lựa chọn không tiêm vaccine ngừa COVID-19 dù đủ điều kiện sức khỏe nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và nhập viện sẽ phải tự thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Đây là một quyết định đánh vào tài chính của người dân để họ phải tiêm chủng tránh dịch bệnh lây lan. Những người không được tiêm chủng chiếm phần lớn trong số các ca mắc COVID-19 chuyển nặng, cần phải đưa tới khu điều trị tích cực, làm gia tăng sức ép cho hệ thống y tế. Do đó, Bộ Y tế này sẽ áp dụng quy tắc mới đối với những người kiên quyết nói không với vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, những người không đủ điều kiện tiêm chủng bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi hoặc bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm chủng ngừa COVID-19 vẫn sẽ được chính phủ thanh toán đầy đủ hóa đơn điều trị nếu mắc COVID-19. Tới nay, 85% trong tổng số 5,45 triệu dân Singapore đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và 18% dân số được tiêm mũi bổ sung.
Thị trường tiền điện tử toàn cầu lần đầu tiên có giá trị vượt 3.000 tỷ đô la Mỹ vào ngày 8 tháng 11 trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư dòng chính đang đổ xô xâm nhập vào thị trường này. Theo CoinGecko, đơn vị theo dõi giá của hơn 100.000 loại tiền điện tử, giá trị của thị trường tiền điện tử đã đạt 3.007 tỷ đô la Mỹ, khoảng 2.600 tỷ euro. Bitcoin hiện vẫn là đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất thế giới với giá trị hơn 66.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo giá trị thị trường gần đây, liên tục phá vỡ các mức cao kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng tiền điện tử đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt và từng bước tiến vào hệ thống tài chính truyền thống và mọi người đang dần làm quen với sự hiện diện của đồng tiền này. Một số nhà đầu tư coi tiền điện tử như một hàng rào chống lại lạm phát hiện đang gia tăng đáng quan ngại khi nền kinh tế thế giới mở cửa trở lại sau thời gian dài đình đốn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng đồng Bitcoin là một tài sản có tính đầu cơ cao và không hiệu quả trong tiến hành giao dịch. Do đó, bà bày tỏ lo ngại về những rủi ro thua lỗ mà các nhà đầu tư có thể gặp phải. Bởi vậy, cho đến nay, Bitcoin nói riêng và các loại tiền điện tử nói chung đều đứng trước yêu cầu phải có quy định quản lý trên toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia giàu văn hóa, sở hữu cảnh quan hấp dẫn là điểm đến du lịch nổi tiếng. Đặc biệt, du khách đến đây còn được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu Cappadocia đẹp nhất thế giới. Mỗi năm có hàng triệu du khách từ khắp thế giới đổ về Cappadocia để bay khinh khí cầu. Thung lũng được hình thành từ lớp đá trầm tích và đá núi lửa, kết quả của những vụ phun trào cách đây khoảng 3 triệu năm trước. Năm 1985, UNESCO đã công nhận nơi này là di sản thiên nhiên của thế giới. Hình ảnh những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc lấp đầy đường chân trời chắc chắn sẽ khiến du khách không thể nào quên. Thưa quý vị, mùa Giáng sinh 2021 sắp đến gần. Ở nhiều nước phương Tây, các hoạt động chào đón Giáng sinh cũng đã khởi động. Xu hướng trang trí Giáng sinh năm nay được thể hiện rõ nhất tại triển lãm trang trí Giáng sinh đang diễn ra ở London. Và để biết xu hướng Giáng sinh năm nay như thế nào, mời quý vị cùng đến với Vương Quốc Anh. Những gian hàng trưng bày đồ trang trí Giáng sinh lung linh tại trung tâm triển lãm Olympia London báo hiệu một mùa Giáng sinh sớm tại xứ sở sương mù. Tại gian hàng đồ trang trí nội thất Zen Contethai, những chiếc ghế sofa ấm áp trở nên sinh động hơn với bộ gối ôm họa tiết lấp lánh hay những chiếc tất trang trí mang đầy cảm hứng từ ông già Noel. Năm nay mọi người đi mua đồ nhiều hơn vì muốn tổ chức một Giáng sinh đặc biệt hơn năm ngoái. Năm nay họ được tập trung, được dành thời gian bên gia đình và bạn bè nên họ muốn trang trí không gian nhà ấm cúng hơn, đẹp hơn. Xu hướng trang trí năm nay là những món đồ thêu tay bằng len hoặc nhung. Những mặt hàng trang trí chất lượng cao này có tính bền vững và thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng vào nhiều năm sau đó. Còn tại các gian đồ sứ, những bộ bát đĩa và trang trí bàn ăn được thiết kế với họa tiết cây nhựa sùi, quả mọng, mang không khí rất ấm cúng của Giáng sinh. Chúng tôi lấy cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên. Nếu như dịp Giáng sinh không thể thiếu những vòng cây nhựa ruồi và quả mọng treo ngoài cửa, thì trên bàn ăn tôi cũng muốn mang những họa tiết đáng yêu này vào bát đĩa để phục vụ những món bánh bút đinh, món hầm cho ngày lễ ấm áp nhất trong năm. Các gian hàng nến thơm và đồ trang trí khác cũng lung linh với nhiều sự lựa chọn về phong cách. Các bức tượng thần lùng với bộ râu dài trắng và mũ chóp nhọn cũng trở thành món đồ được ưa thích để trang trí vườn cây trong mùa Giáng sinh sắp tới. Tất cả đều hứa hẹn một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Cuối chương trình hôm nay, kính mời quý vị khán giả đến với một thư viện di động đặc biệt ở Indonesia, nơi người dân có thể đổi rác lấy sách. Ý tưởng đặc biệt này không chỉ nhằm thúc đẩy văn hóa đọc ở quốc gia vạn đảo, mà còn giúp hạn chế rác thải và lan tỏa lối sống xanh nhằm góp phần bảo vệ trái đất. Trong suốt 5 năm qua, chị Raden Roro Hendati đã rong ruổi khắp đảo Java với một thư viện di động mang sách đến cho những trẻ em nghèo. Với hành động này, chị Hendati không chỉ thúc đẩy văn hóa đọc mà còn nỗ lực đưa cộng đồng hướng tới lối sống xanh thông qua hành động đổi rác thải, tái chế, lấy phí đọc sách. Chúng ta hãy cùng xây dựng văn hóa đọc cho các em nhỏ để giảm bớt ảnh hưởng của thế giới kỹ thuật số. Và chúng ta cũng nên quan tâm đến vấn đề rác thải để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu và bảo vệ trái đất khỏi vấn nạn rác thải. Chị Hendati cho biết đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và thư viện địa phương. Và mỗi tuần, chị có thể thu gom được tới 100 kg rác.
Khi có quá nhiều rác, môi trường của chúng ta sẽ bị bẩn và có hại cho sức khỏe. Đó là lý do cháu đi nhặt rác để đổi lấy việc mượn sách. Trong bối cảnh dịch bệnh đang khiến nhiều trẻ em không được đến trường, Thư viện di động của chị Hendati đã trở thành sứ giả của tri thức và cả của môi trường. Biến ý tưởng thành hành động đẹp, hẳn là người phải yêu thiên nhiên lắm. Và thông qua hành động này, con người này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một thông điệp: hãy hành động ngay để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta và cho thế hệ mai sau. Đến đây thì 20 phút của chương trình đã hết. Một lần nữa mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.